mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới. Đây là lời khuyên của vị cựu tổng thống giàu có nhất nước Mỹ, Donald Trump. Trước khi tham gia vào chính trường, Donald Trump đã từng là một trong những chủ kinh doanh lừng lẫy nhất xứ Cửa Hoa. Nhà tài phiệt này đổ hầu hết tiền bạc của mình vào những dự án đầu tư bất động sản cao cấp vì cho rằng nơi mà giới nhà giàu hay lui đến là nơi tốt nhất để kiếm lời. Thực chất, các khu bất động sản cao cấp luôn sở hữu những lợi thế vàng để sinh lời, từ vị trí thuận tiện, giao thông kết nối dễ dàng, cảnh quan đẹp, môi trường sinh thái, đồng bộ tất cả dịch vụ trong một. Cũng vì lợi thế đó, những người đầu tư có thể dễ dàng bán lại bất động sản của mình cho những người có nhiều tiền, hoặc thu được lợi nhuận lớn từ việc cho thuê. Người đứng đầu đế chế bất động sản hàng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng đừng mua bất động sản chỉ vì nó rẻ. Hãy mạnh dạn đầu tư vào những cơ ngơi hạng nhất trong thị trường. Những cơ ngơi rẻ tiền sẽ không giúp bạn kiếm được số tiền mà bạn mong muốn. Ngược lại, những bất động sản đắt tiền trong thời điểm hiện tại có thể vẫn rẻ so với một vài năm sắp tới. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé!